Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu vườn rau, nhưng mà vườn rau nó bị phá hết rồi. Giờ là tháng 8 dương lịch này, mưa nó nhiều quá, rau hết rau rồi. Bây giờ là chỉ có con bò. Mùa này là nuôi bò là chắc chắn nhất, bởi vì là trời mưa cỏ nó sẽ mọc. Con bò này đẹp không các bạn? Đây là con bò bê, cũng mới nuôi mà thấy đẹp không? Các bạn có thấy đẹp không? Bò vàng này đẹp. Đó, con bò này rất là đẹp này các bạn. Đấy, con này nó mấy tuổi rồi anh? Hơn năm à? Con này hai mươi mấy triệu rồi hả? Hai mươi mấy triệu là mình nuôi được một năm. Thấy lời chưa? Như lời bò toàn đẹp không à? Nhưng mà con vàng này đẹp nhất. Con vàng này đẹp nhất này. Được. Hả? Ta bằng con lớn thì được. À. Lớn thì được bò lai mà. Ủa, con kia bỏ là con lai hả? Lai. Tưởng con cỏ chứ. Con này to bằng con kia không? Không. Rockman là bò của Úc hả? À, bò Đức. Ồ, mày đừng hút tao mày. Ồ, đẹp trai á. Bò này đẹp trai này. Bò này đẹp trai ấy. Từ hôm mới bắt là nếu mà tính ra con này là nó có lên không? Có lên 40 không? Hả? Vậy hả? 30 nhân với 3 năm, 3 con như thế là được rồi. 3, 4, 12. 120 triệu một năm. Bò đen này mới giống bò đen của mình ngày xưa này. Bò. Con đen này bắt lâu rồi mà sao nó ấy ta? Đen bữa bắt 13. 13 hả? Không, ý là năm ngoái chứ. Mới bắt đây, mới bắt trước con kia 1 tháng. Trước hả? Mới bắt 1 tháng. Bắt mấy con giống mà lai lai như kia kìa. Như bò kia có giá nhỉ. Tốt. Sao anh không bắt thêm nữa? bắt thêm nhiều bò đấy. Cái vườn rau thành cỏ dành cho bò luôn, giống như nuôi chăn nuôi trang trại luôn.